Thói quen một sống kiểu kiến tạo Nắm thế chủ động Bản tính tự nhiên của con người là hành động một cách chủ động chứ không phải bị động đối phó Ngoài ra, bản tính ấy cho phép chúng ta không những có thể lựa chọn phản ứng đối với một hoàn cảnh nào đó mà còn kiến tạo nên hoàn cảnh nữa. Nắm thế chủ động không phải là tự đề cao mình tỏ ra khó chịu hay công kích người khác mà là nhận ra và nắm lấy trách nhiệm về phía mình để kiến tạo sự việc. Suốt những năm qua, tôi thường khuyên những người mong muốn tìm một công việc tốt hơn là hãy nắm thế chủ động, hãy thực hiện một số bài trách nhiệm về năng lực và sở thích của mình, hãy nghiên cứu về ngành. Ngay cả đối với những khó khăn cụ thể mà tổ chức họ đang gặp phải, rồi làm một bài trình bày hấp dẫn cho thấy khả năng của họ có thể giúp giải quyết vấn đề của tổ chức như thế nào. Cách làm này gọi là bán một giải pháp, một mô thức quan trọng để thành công trong công việc. Mọi người thường tỏ ra đồng ý, hầu hết họ đều nhận ra cách làm này sẽ giúp gia tăng cơ hội tìm việc hay thăng tiến trong công việc của họ, nhưng nhiều người đã không thể thực hiện nổi bước đầu tiên là nắm thế chủ động để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Tôi không biết làm các bài trắc nghiệm về năng lực và sở thích ở đâu. Làm sao tôi có thể tự nghiên cứu vấn đề gặp phải của ngành và của tổ chức này được? Chẳng ai giúp tôi cả. Tôi chẳng có ý tưởng gì để thiết kế bài trình bày của tôi cho hiệu quả. Rất nhiều người chỉ ngồi chờ cơ hội đến hay chờ một ai đó giúp đỡ họ. Ngược lại, những người tìm được việc tốt là những người luôn chủ động. Họ chính là giải pháp cho vấn đề chứ không tạo ra thêm vấn đề. Họ sẽ nắm thế chủ động để làm mọi điều cần thiết phù hợp với các nguyên lý đúng đắn để hoàn thành công việc của mình. Trong gia đình tôi, mỗi khi có thành viên nào, thậm chí nhỏ tuổi nhất, tỏ ra thiếu tinh thần trách nhiệm, ngồi chờ người khác đến giúp hoặc mang lại giải pháp cho, thì chúng tôi sẽ bảo người này rằng hãy sử dụng R và Y của mình đi. R là sự tháo vát và Y là tính chủ động. Thường khi được nhắc nhở như vậy, thành viên đó cũng có chút cảm ràm Tôi biết rồi, tôi sẽ sử dụng R và Y của mình. Nhắc nhở một ai đó giữ trách nhiệm không phải là hạ thấp họ, mà là khẳng định phẩm giá của họ. Tính làm chủ là một phần thuộc về bản chất của con người. Cho dù những tế bào làm chủ này không hoạt động thì chúng vẫn hiện diện ở đó. Bằng sự tôn trọng bản chất tự nhiên về tính làm chủ này của người khác, Ít nhất chúng ta đang mang đến cho họ một sự phản ánh rõ ràng, không bị bóp méo từ lăng kính xã hội tất nhiên điều này còn tùy thuộc vào mức độ trưởng thành của mỗi cá nhân chúng ta không thể kỳ vọng có sự hợp tác từ những người còn lệ thuộc về cảm xúc nhưng ít ra chúng ta có thể khẳng định cho họ biết về bản chất của họ và tạo ra một môi trường để mọi người nắm lấy cơ hội và tự giải quyết những vướng mắc của bản thân bằng những phương cách đáng tin cậy chủ động hành động hay bị động đối phó. Sự khác biệt giữa người thực hành tính chủ động và những người không cũng giống như sự khác nhau giữa ngày và đêm vậy. Nó không đơn thuần chỉ khác ở mức 25% hay 50% mà chắc phải lên đến 5.000% hoặc thậm chí hơn đặc biệt là với những người chủ động mà còn nhạy bén, nhận thức tốt và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Phải chủ động thì mới tạo ra sự cân bằng của tính hiệu quả trong cuộc đời bạn. Phải chủ động thì mới phát triển được 7 thói quen. Khi tìm hiểu về 6 thói quen còn lại, bạn sẽ thấy chúng đều phụ thuộc vào sự phát triển thói quen chủ động này. Mỗi thói quen đều đòi hỏi tinh thần lãnh trách nhiệm ở bạn nếu chỉ ngồi chờ, bạn sẽ rơi vào thế bị động đối phó, khi đó hệ quả kéo theo là cơ hội hay sự phát triển sẽ vụt mất. Một lần nọ, tôi có buổi làm việc với một nhóm đại diện từ 20 tổ chức khác nhau trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Họ trao đổi trong một kỳ họp hàng quý để chia sẻ cởi mở về những khó khăn cũng như tình hình tài chính của tổ chức. Thời điểm đó kinh tế đang suy thoái và ngành này bị ảnh hưởng nặng nề hơn cả mọi người tỏ ra khá chán trường khi chúng tôi bắt đầu phiên thảo luận ngày đầu tiên câu hỏi thảo luận của chúng tôi là điều gì đang xảy ra với chúng ta đâu là yếu tố tác động đúng là có rất nhiều thứ đang xảy ra các sức ép đến từ môi trường kinh tế nạn thất nghiệp tràn lan nhiều người trong cuộc họp cũng đang đối diện với việc sa thải nhân viên thậm chí cả bạn bè để doanh nghiệp sống sót và cuối ngày mọi người thậm chí chán nản hơn Ngày thứ hai, câu hỏi chúng tôi đưa ra là Điều gì dự kiến sẽ xảy ra trong tương lai? Chúng tôi tìm hiểu về xu hướng đến từ các yếu tố môi trường kinh tế và giả định rằng những điều này sẽ tạo nên tương lai. Và cuối ngày thứ hai, tâm trạng mọi người tiếp tục thất vọng hơn nữa. Nhưng có vẻ mọi người đều nhận ra một điều, mọi thứ thường tồi tệ trước khi trở nên tốt đẹp. Vì thế, trong ngày thứ ba, chúng tôi quyết định tập trung vào câu hỏi mang tính chủ động. Phản ứng của chúng ta là gì? chúng ta dự định sẽ làm gì, chúng ta có thể thực hành tinh thần làm chủ trong tình hình này như thế nào. Trong buổi sáng, chúng tôi trao đổi về việc quản lý và cắt giảm chi phí. Và buổi chiều, chúng tôi thảo luận làm sao để gia tăng thi phần. Chúng tôi sáng tạo thật nhiều ý tưởng cho cả hai khía cạnh, giảm chi phí và tăng thị phần, rồi tập trung vào những giải pháp nào khả thi và dễ tiến hành nhất. Một tinh thần mới mẻ, sôi nổi và nhận thức được tính chủ động bắt đầu lan tỏa khắp buổi họp. Vào cuối ngày thứ ba, chúng tôi tổng kết lại kết quả của toàn bộ phiên họp bằng câu hỏi Tình hình kinh doanh như thế nào? Câu trả lời đưa ra gồm 3 phần. Phần 1. Hiện tại tình hình thị trường khá xấu. Các xu hướng cho thấy rằng tình hình sắp tới sẽ càng tệ hơn trước khi tốt lên. Phần 2. Những gì chúng ta đang đưa ra để triển khai là rất tốt với giải pháp đề nghị là khâu quản lý chặt chẽ hơn cắt giảm chi phí và tìm cách tăng được thị phần. Phần 3. Chính vì thế, tình hình kinh doanh chắc chắn tốt hơn bao giờ hết. Trong tình huống này, một người mang tư duy bị động đối phó sẽ nói rằng xem nào hãy nhìn vào thực tế đi, bạn không thể suy nghĩ lạc quan và tự chấn an mình mãi. Mình mãi được, sớm muộn gì cũng phải nhìn vào thực tế. Nhưng đó là sự khác biệt giữa suy nghĩ tích cực và sống kiểu kiến đạo chúng ta vẫn đối diện với thực tế đấy chứ, không những vậy mà còn dự phóng tương lai, nhưng chúng ta cũng hiểu rằng mình có quyền lựa chọn để phản ứng tích cực ngay trong hoàn cảnh và tương lai u ám, chứ không phải nhìn vào thực tế để thừa nhận rằng những gì đang xảy ra sẽ quyết định số phận chúng ta. Mọi doanh nghiệp, cộng đồng, tổ chức, kể cả gia đình đều có thể sống kiểu kiến tạo, mọi người có thể sử dụng khả năng sáng tạo và năng lực xoay sở của bản tính làm chủ để kiến tạo văn hóa chủ động trong tổ chức, các tổ chức đâu phải may nhờ rủi chịu do hoàn cảnh quyết định, chúng có thể nắm thế chủ động, làm chủ chính mình để gặt hái được những giá trị và mục đích chung cho mỗi người. Lắng nghe ngôn ngữ của ta. Do thái độ và hành vi của ta xuất phát từ mô thức nên nếu ta sử dụng khả năng tự nhận thức của mình để phân tích chúng, ta có thể phát hiện ra bản chất của những tấm bản đồ ẩn khuất. Trong thái độ và hành vi của mình, chẳng hạn, ngôn ngữ chính là chỉ bảo về mức sống chủ động của ta. Ngôn ngữ của người bị động mang bản chất thoái thác trách nhiệm, chẳng hạn như đó là tôi, con người tôi là vậy, tôi xong rồi, tôi chẳng thể làm gì tốt hơn với chuyện đó cả. Ông ta làm tôi nổi điên, tôi không có trách nhiệm gì, cảm xúc của tôi bị chi phối bởi những thứ ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi không thể làm được, tôi không có thời giờ, có thứ gì đó nằm ngoài tầm tác động của tôi như thời gian ít ỏi đang kiểm soát tôi. Giá như vợ tôi nhẫn nại hơn, hành vi của người khác đang giới hạn tính hiệu quả của tôi. Tôi phải làm việc đó, hoàn cảnh hay người khác đang ép bạn làm. Bạn không có quyền tự do lựa chọn hành động. Ngôn ngữ bị động: Tôi chẳng thể làm gì. Ngôn ngữ chủ động: Chúng ta thử tìm cách xem. Ngôn ngữ bị động: Con người tôi là vậy đó. Ngôn ngữ chủ động: Tôi có thể chọn cách khác. Ngôn ngữ bị động: Ông ta làm tôi phát điên. Ngôn ngữ chủ động: Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Ngôn ngữ bị động: Họ không cho phép. Ngôn ngữ chủ động: tôi có thể trình bày một cách hiệu quả ngôn ngữ bị động tôi phải làm ngôn ngữ chủ động tôi sẽ chọn phản ứng thích hợp ngôn ngữ bị động tôi không thể ngôn ngữ chủ động tôi chọn ngôn ngữ bị động tôi phải ngôn ngữ chủ động tôi thích cái này hơn ngôn ngữ bị động giá như ngôn ngữ chủ động tôi sẽ ngôn ngữ này xuất phát từ mô thức về các nhân tố quyết định mà bản chất của nó chính là đổi trách nhiệm tôi không có trách nhiệm và không có khả năng lựa chọn phản ứng của mình có lần một sinh viên đến hỏi tôi thầy có thể cho em nghỉ học không em phải tham dự chuyến du đấu quần vợt em phải đi hay em đã lựa chọn đi du đấu tôi hỏi em thực sự phải đi anh ta giải thích điều gì xảy ra nếu em không đi họ sẽ đá em ra khỏi đội em có thích hậu quả này không không nói cách khác em đã chọn đi du đấu vì em muốn vẫn được ở lại đội tuyển điều gì xảy ra nếu em nghỉ học em không biết nghĩ kỹ đi nào em nghĩ hậu quả tự nhiên của việc nghỉ học là gì thầy sẽ không đuổi học em chứ đó là hậu quả về mặt xã hội do con người gây ra nếu em không đi cùng đội em không được chơi quần vợt cùng họ đó mới là hậu quả tự nhiên vậy nếu em không đi học hậu quả tự nhiên sẽ là gì em cho là mình sẽ bỏ lỡ cơ hội học hỏi đúng là thế nên em phải so sánh hậu quả này với hậu quả kia để lựa chọn nếu là thầy thì thầy cũng chọn đi du đấu quần vợt nhưng thầy sẽ không bao giờ nói là thầy phải chọn cả anh chàng sinh viên nhỏ nhẹ đáp vâng chính em đã chọn chuyến du đấu quần vợt và nghỉ học lớp của thầy tôi trêu cậu bé. Một vấn đề nghiêm trọng của ngôn ngữ bị động chính là nó sẽ trở thành lời tiên tri ứng nghiệm. Người ta tìm kiếm bằng chứng để chứng tỏ niềm tin hay mô thức của họ là đúng và ngày càng dính mắc vào nó. Họ ngày càng tin rằng mình là nạn nhân của những gì ngoài tầm kiểm soát. Họ không phải người làm chủ cuộc đời và số phận của họ. Họ kết tội những thế lực bên ngoài như người khác, hoàn cảnh và các vì sao vì hoàn cảnh hiện tại của họ. Tại một hội thảo nọ, khi tôi đang chia sẻ khái niệm về tính chủ động, một người đàn ông đứng lên và nói: "Stephen, tôi thích những gì ông nói, nhưng mỗi tình huống một khác, như hôn nhân của tôi chẳng hạn. Tôi thực sự lo lắng. Tôi và vợ mình không đồng điệu về cảm xúc như trước nữa. Tôi nghĩ rằng mình không còn yêu cô ấy và cô ấy cũng không còn yêu tôi. Tôi có thể làm gì?" không còn cảm xúc nào nữa ư? Tôi hỏi. Đúng thế, anh ta khẳng định, chúng tôi có ba đứa con mà chúng tôi thực sự quan tâm lo lắng cho chúng. Ông có lời khuyên gì không? Hãy yêu thương vợ anh, tôi đáp. Tôi đã bảo ông rồi là cảm xúc không còn nữa thì hãy yêu thương vợ anh. Ông không hiểu gì cả, cảm xúc yêu thương không còn nữa, thế thì hãy yêu thương vợ anh, chính vì cảm xúc không còn nữa nên đó mới là lý do chính đáng để yêu thương vợ anh nhưng làm sao ông có thể yêu thương khi ông đã hết yêu thương bạn của tôi ơi yêu thương là một động từ còn tình yêu hay cảm xúc yêu thương chính là kết quả của hành động yêu thương vì vậy hãy yêu thương vợ anh hãy hy sinh hãy lắng nghe cô ấy đồng cảm trân trọng tin tưởng cô ấy anh có sẵn lòng làm những việc này không ở mọi xã hội tiến bộ Yêu thương luôn là một động từ, còn người thụ động thì biến nó thành một cảm xúc. Họ bị cảm xúc dẫn dắt, phim ảnh khiến ta tin rằng ta không chịu trách nhiệm và rằng ta chính là sản phẩm của cảm xúc, nhưng đó không phải sự thật. Nếu cảm xúc ta đang điều khiển hành vi của ta thì chỉ bởi vì ta đã thoái thác trách nhiệm của mình và cho phép cảm xúc được quyền làm thế. Người chủ động xem yêu thương là một động từ Yêu thương có nghĩa là sự hy sinh, cho tặng bản thân ta giống như việc người mẹ mang một mầm sống mới đến thế giới này vậy. Nếu bạn muốn học cách yêu thương, hãy học từ những người hy sinh bản thân vì người khác, kể cả khi người khác xúc phạm họ và không đáp lại tình yêu của họ. Nếu bạn là cha, mẹ, hãy xem tình yêu thương mà bạn dành cho con cái. Tình yêu thương chỉ là kết quả của những hành động yêu thương, người chủ động đề cao giá trị hành động hơn cảm xúc bị động mỗi người đều có khả năng tái tạo cảm xúc yêu thương